Trong bài kinh thập nguyện có câu nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Cho con hỏi, ba tai nước lửa binh nên được hiểu là ẩn dụ tổng quát cho tất cả các tai họa, hay theo thế giới quan Phật giáo thì tất cả các tai họa này có thể phân tích chia sẻ về ba loại nước lửa binh? Thứ nhất là chúng ta phải làm rõ một chuyện. Thập nguyện này nè là do một vị trưởng lão sáng tác ra, và chư tăng á thấy hay cho nên là đưa vào ở trong các cái bài kinh tụng. Chứ còn đó không phải là trong chánh kinh. Còn nếu như mà quý vị có thể phát hiện được là vị trưởng lão này đã sáng tác cái bài này dựa trên cái chánh kinh nào thì hoan hỷ cho sư biết. Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là không có chú giải để giải thích cho cái bài cụ thể cho cái bài nguyện này. Mà bản thân vị trưởng lão này thì cũng đã mệnh chung rồi, bây giờ đã tái sanh ở cảnh giới khác rồi, thành ra là không có hỏi được. Thành ra cái này á, đó gọi là chúng ta phỏng đoán và chúng ta hiểu theo cách hiểu của mình. Thì theo cách hiểu của sư á, thì một là cái nước lửa binh này nó đại diện cho tai họa nói chung. Cái thứ hai á là cũng có thể hiểu là ba cái loại mà tai họa thường gặp. Do nước thì do lửa là những cái tai họa thảm họa tự nhiên, nhưng mà lửa thì có khi là do bị hãm hại, còn binh á thì do cái thời điểm mà sáng tác cái bài này á là cái giai đoạn chiến tranh, cho nên là cái nạn binh qua đó nó cũng khá là nghiêm trọng. Còn nếu như quý vị hỏi sư là bây giờ ba cái hình tượng này có thể tương ứng gì với trong Phật giáo hay không, thì nó có như thế này, gọi là sư liên tưởng thôi nha, chứ nó không hẳn là nó đúng theo cái ý của vị sáng tác cái này. Đối với sư á thì nước nó giống như là cái ví dụ cho là cái họa do cái lòng tham. Tại vì khi tham thì nó lan tràn, nó tràn đầy, nó làm cho nó viên mãn, làm cho nó trào ra, thì nó giống như là nước mà nước lũ nó cuốn trôi gì đó. Hoặc là nó cũng giống như là những cái kiết sử, tức là cái dòng xoáy, cái lốc cái là cái xoáy nước nó trói buộc chúng sanh. Còn lửa thì một là nó giống như là cái ngọn lửa sân. Hai là nó giống như cái ngọn lửa ở trong cái bài kinh thiêu cháy khi mà Đức Thế Tôn giảng cho ba vị Kassapa, tức là mắt bị thiêu cháy, tai bị thiêu cháy, mũi bị thiêu cháy, lưỡi bị thiêu cháy, thân bị thiêu cháy, ý bị thiêu cháy, do các cái giác quan tiếp xúc với các cái đối tượng mà không được phòng hộ thì nó bị thiêu cháy, thì cũng có thể là nguyện để thoát khỏi cái sự thiêu cháy của những thứ này. Còn cái binh á thì nó giống như là cái tâm hại người, tức là cái bỏ đi cái lòng hại người, thì nó có thể tượng trưng cho tứ vô lượng tâm. Thì đây chỉ là cái suy luận của cá nhân sư thôi, tại vì nó giống như là có những cái điểm mà mình có thể tìm ở trong kinh tạng, nó vậy thôi.